và các bạn thân mến, rất nhiều nơi trên cả nước có làng nghề làm bánh đa. Và tuy nhiên thì bánh đa Kế luôn có một hương vị rất đặc biệt. Và ngày hôm nay thì xin mời các bạn hãy cùng theo chúng tôi đến với cơ sở của bác Nguyễn Xuân Trường, chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất bánh đa Kế, để cùng tìm hiểu xem quy trình để làm ra những chiếc bánh đa thơm ngon đặc biệt là như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Bánh đa Kế được quạt lên, vênh đều hai đầu theo hình yên ngựa mới chứng tỏ nghề quạt khéo tay và có con mắt thẩm mỹ. Khi bánh chín đều, người ăn sẽ cảm nhận được độ giòn của bánh đa, mùi thơm của mùi vừng và độ bùi của mùi lạc.